chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cừ luôn phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động từ thiện nhân đạo. Nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần đã vơi đi những vất vả nhọc nhằn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ông Phạm Văn Đĩnh ở thôn Nhật Lệ, xã Quang Hưng, năm nay đã gần 80 tuổi. Ngôi nhà được xây dựng cách đây hơn 30 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông chỉ mong muốn có một mái nhà vững chãi để sống những tháng ngày còn lại vui vẻ bên con cháu. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình ông, Hội Chữ thập đỏ huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng và hàng chục ngày công để sửa chữa lại ngôi nhà khang trang. Được sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cừ, hỗ trợ gia đình 20 triệu để sửa sang lại ngôi nhà. Sự hỗ trợ của trên rất là thiết thực, thì chúng tôi rất phấn khởi và biết ơn. Ở tuổi ngoài 70, ông Nguyễn Tiến Thành, thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, vẫn phải chăm sóc cho người con trai bị bệnh tâm thần nặng. Cuối năm ngoái, vợ ông bị tai nạn gãy cả hai tay. Hội Chữ thập đỏ huyện đã hàng chục lần hỗ trợ gia đình ông bằng cả tiền mặt và những vật dụng thiết yếu, góp phần giúp gia đình vơi bớt khó khăn. Được sự quan tâm của huyện về quan tâm cho quà, đủ các thứ, đường, sữa, rồi dầu ăn, bánh trái. Được cái sự hỗ trợ là một cái nguồn động viên đáng quý, đáng trân trọng. Mỗi năm, Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cừ đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp tặng gần 2.000 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, gần 40 gia đình được hỗ trợ về tiền và ngày công để sửa chữa, xây mới nhà ở, tặng 25 con bê cho những hộ nghèo chăn nuôi phát triển kinh tế. Bằng những việc làm thiết thực, hội đã góp phần lan tỏa tình yêu thương đến nhiều mảnh đời bất hạnh. Đối với người làm công tác chữ thập đỏ phải có lòng nhiệt huyết, có sức khỏe, không thể thiếu được, có nghĩa tính chất công khai, minh bạch. Tất cả các đối tượng mà chúng tôi hỗ trợ đều từ cơ sở lập danh sách lên. Đấy là yếu tố là đảm bảo cái lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Đó là phương châm hoạt động của các thành viên Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cừ. Những bước chân không mỏi của họ đang từng ngày tìm đến những gia đình khó khăn, giúp vơi bớt khổ đau và nhân lên niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của nhân dân ta. Trên địa bàn huyện Kim Động có những tấm gương hàng chục lần tham gia hiến máu, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động, lan tỏa sâu rộng tinh thần hiến máu đến với mọi người. Chị Nguyễn Thị Hà ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã có 15 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, chị bắt đầu tham gia từ năm 2010. Từ đó đến nay, năm nào chị cũng hiến máu đều đặn, có năm hiến đến 2 lần. Chị luôn tâm niệm, khi hiến máu, chúng ta không chỉ hiến tặng người bệnh liều thuốc quý, mà còn tặng họ cả thời gian và tình yêu thương. Rất là nhiều người ta cần máu, trong những lúc bệnh tật mà mình cũng góp sức một chút để hỗ trợ, rồi là giúp những người khó khăn. Nghĩ đơn giản như thế thôi. Đầu tiên tôi hiến là năm 2010, cũng có cái cảm xúc là sợ sợ. Sau khi mình hiến rồi, sức khỏe vẫn ổn định bình thường, thấy phấn khởi. Chị Phạm Thị Nguyệt ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động hiến máu lần đầu tiên năm 2013. Khi đó với thân hình nhỏ bé và thường ốm vặt, chị gặp phải sự phản đối của gia đình. Tuy nhiên, với mong muốn được sẻ chia giọt máu của mình, chị vẫn quyết tâm tham gia. Sau lần đầu tiên, chị cảm thấy ăn uống ngon miệng, tinh thần vui vẻ hơn. Từ đó, chị luôn tích cực tham gia phong trào và đến nay đã có 12 lần hiến máu. Bên cạnh đó, chị còn là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa phong trào hiến máu đến thầy và trò trường Trung học cơ sở Hiệp Cường, nơi chị đang công tác. Từ đó, mỗi năm, trường đều có hàng chục giáo viên và học sinh tham gia. Một lần là tôi đưa mẹ chồng lên bệnh viện ca phẫu thuật, thì tôi lên cái phòng của các cháu nhỏ, thì tôi thấy các cháu thì rất là đáng thương. Hiện trạng là các cái bệnh viện lớn thì đều là thiếu máu. Chính vì vậy mà tôi mong muốn tôi mang được cái giọt máu của mình tới các bệnh nhân. Tôi có sức khỏe tốt để tôi tiếp tục tôi tham gia hiến máu. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều người đang âm thầm cho đi giọt máu quý giá của mình. Giọt máu đó mang niềm tin, hy vọng về sự sống đến cho những người kém may mắn. Để mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.